Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình 60 giây của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình chiều tối nay, ngày 4 tháng 4 có những nội dung đáng chú ý sau đây. Đề xuất việc người lao động được nghỉ 5 ngày liên tục trong dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Mỗi gia đình, mỗi người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác để phòng giặc lửa. Sự cố truy cập mạng Apple kéo dài khoảng hơn 1 giờ đã được khắc phục. Peter Rikunov khẳng định sức mạnh. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội vừa có công văn gửi các cơ quan liên quan lấy ý kiến về việc hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 để người lao động được nghỉ 5 ngày liên tục. Năm nay do ngày 29 tháng 4 là thứ hai nằm giữa ngày cuối tuần và ngày nghỉ lễ. Do đó, Bộ đã đề xuất hoán đổi ngày làm việc này và làm bù sang ngày khác để kéo dài thời gian nghỉ lễ. Nếu được thông qua, kỳ nghỉ lễ 5 ngày sẽ giúp người dân có thêm nhiều thời gian nghỉ ngơi, vui chơi, đồng thời kích cầu du lịch và tiêu dùng xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Liên Bộ Công Thương Tài chính vừa cho biết kể từ 15 giờ hôm nay, mỗi lít xăng RON95 giảm 10 đồng, còn xăng E5 RON92 và các mặt hàng dầu đều tăng từ 140 đến 290 đồng tùy loại. Giá xăng RON95-3 loại phổ biến trên thị trường giảm 10 đồng xuống 24.800 đồng, E5 RON92 tăng 290 đồng lên 23.910 đồng một lít. Các mặt hàng dầu cũng tăng và có giá mới từ 17.290 đến 21.010 đồng một lít ký so với cách đây 7 ngày. Từ ngày 4 tháng 1 đến nay, giá xăng có 8 lần tăng, 6 lần giảm, còn dầu diesel có 8 lần tăng, 6 giảm. Hiện nay, Liên Bộ Công Thương Tài chính chi sử dụng quỹ bình ổn giá đối với dầu mazut, mức trích lập là 300 đồng một ký. Nhà điều hành cho biết giá nhiên liệu tuần qua biến động do chính sách cắt giảm sản lượng khai thác dầu thô của OPEC cộng, căng thẳng tại khu vực Trung Đông có dấu hiệu gia tăng. Bình quân 7 ngày, giá xăng thành phẩm tăng 1,2 đến 1,6%, dầu thêm 0,5 đến 1,4%. Theo đó, mỗi thùng xăng RON95 lên 106,3 đô la Mỹ, dầu diesel 103,9 đô la Mỹ và dầu mazut là 494,9 đô la Mỹ mỗi tấn. Tiếp theo là một số thông tin đáng chú ý. Thứ tư trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn vừa ký quyết định công nhận Bệnh viện Nhi đồng 2 tại Thành phố Hồ Chí Minh đủ điều kiện lấy ghép thận gan từ người hiến sống và người hiến chết não, gọi tắt là ghép tạng. Đây là tin vui sau khi Bệnh viện Nhi đồng 2 gián đoạn ghép tạng trẻ em một thời gian dài, giúp mang lại niềm hy vọng cho cả bệnh nhân cần ghép tạng. Bộ Y tế yêu cầu Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2 có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định liên quan của pháp luật, đồng thời phối hợp với các đơn vị chuyên gia trong lẫn ngoài nước thực hiện việc lấy ghép thận, gan từ người hiến sống và từ người hiến chết não an toàn, đạt kết quả tốt cho người bệnh. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản trình Ủy ban Nhân dân về kế hoạch triển khai đầu tư cầu Cát Lái thay phà Cát Lái kết nối với tỉnh Đồng Nai. Trong đó lưu ý thời điểm thi công phần cầu dẫn phía Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện sau khi tuyến đường liên cảng Cát Lái Phú Hữu hoàn thành, để đảm bảo giảm ùn tắc giao thông trên đường Nguyễn Thị Định ra vào cảng Cát Lái. Hai địa phương tiếp tục trao đổi thêm về việc xây cầu thay phà Cát Lái, dự kiến các mốc thời gian chính như cập nhật quy hoạch, phê duyệt chủ trương đầu tư, báo cáo nghiên cứu khả thi, giải phóng mặt bằng, khởi công. Theo quy định mới của Bộ Giao thông Vận tải, từ ngày 1 tháng 6, người có nhu cầu cấp giấy phép lái xe ô tô, mô tô các hạng có thể lựa chọn học trực tuyến đối với một số nội dung lý thuyết. Trong khi đó, việc học thực hành lái xe hoàn toàn theo hình thức tập trung tại cơ sở đào tạo với các môn gồm cấu tạo và sửa chữa thông thường, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, kỹ thuật lái xe. Thưa quý vị, hiện ở Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều nhà ven kênh, hẻm nhỏ hoặc nơi đông đúc dân cư luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất lớn, trong khi địa hình lại cản trở hoạt động phòng cháy chữa cháy. Đặc biệt, nguy cơ cháy nổ đang gia tăng, nhất là thành phố đang bước vào cao điểm mùa khô. Vì vậy, mỗi gia đình, mỗi người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác để phòng giặc lửa. Đây là hiện trường vụ cháy lớn tối ngày 1 tháng 4 năm 2024 tại quận 8. Theo thống kê ban đầu, tổng diện tích cháy là 470m², trong đó có 2 hộ dân bị cháy nhà, 1 hộ kế bên bị ảnh hưởng nặng và 6 hộ xung quanh bị ảnh hưởng. Rất may mắn vụ cháy không thiệt hại về người. Trong những ngày qua, lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm tra, nhắc nhở đến tận các khu dân cư, nhà trọ, địa bàn có nguy cơ cao về cháy nổ. Tôi cũng sẽ rút kinh nghiệm và nhắc nhở quyết liệt về vấn đề phòng cháy chữa cháy này. Vấn đề chai lì là chắc mình cũng phải sử dụng theo cái biện pháp là không cho thuê nữa. Thành phố đã thành lập hơn 3.300 tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, ứng dụng hẹp 114 và xe chữa cháy lưu động đến từng con hẻm nhỏ để chữa cháy bước đầu có hiệu quả.
Các tổ liên gia này phụ trợ hỗ trợ rất tốt trong công tác là bốn tại chỗ của lực lượng phường để đảm bảo rằng công tác phòng cháy cháy cứu nạn cứu hộ trong thời gian tới chúng ta đạt được kết quả tốt. Mùa nắng nóng còn kéo dài, cùng với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng, người dân cần chủ động nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy để hạn chế thiệt hại do cháy nổ gây ra. Mạng xã hội ngày càng có vai trò quan trọng trong đời sống, nhưng nhiều người đã lợi dụng điều này để đăng thông tin không kiểm chứng một chiều, thậm chí là bịa đặt gây ra thiệt hại lớn cho người khác. Các cơ quan chức năng liên tục tuyên truyền và xử phạt, nhưng hành vi này vẫn liên tục xảy ra. Ngày 2 tháng 4 năm 2024, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang đã xử phạt ông Nguyễn Nhật Hải 7 triệu 500 ngàn đồng sau khi ông Hải đăng lên TikTok video có những nội dung nhạy cảm, phiến diện. Trước đó, ngày 1 tháng 4, một tài khoản Facebook đưa tin về ông Dương Công Minh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Sacombank, bị cấm xuất cảnh vì tham gia rửa tiền cho bà Trương Mỹ Lan, khiến cổ phiếu ngân hàng này bị bán tháo, gây thiệt hại nghiêm trọng cho doanh nghiệp. Những vụ việc đưa tin chưa kiểm chứng hay cố tình tung tin sai sự thật đều gây ra hậu quả tai hại cho tất cả các bên liên quan. Do đó, đây không còn đơn giản là sử dụng mạng xã hội mà phải gắn với trách nhiệm của người dùng. Hiện nay, Bộ Thông tin và Truyền thông đang lấy ý kiến góp ý dự thảo mới về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. Theo đó, sẽ quy định về tính chính danh, xác thực số điện thoại di động. Tài khoản vi phạm mức độ nặng có thể bị khóa vĩnh viễn. Từ hôm nay, tuyến cao tốc Cam Lộ La Sơn qua địa phận tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế sẽ cấm xe tải nặng từ 60 và xe khách 30 chỗ, xe giường nằm để đảm bảo an toàn giao thông. Tuy nhiên, theo ghi nhận, do chưa đặt đầy đủ biển báo nên chỉ có những xe nắm được thông tin mới quay đầu, còn tài xế xe 60, xe khách vẫn chạy bọt bọt. Trong buổi sáng, ghi nhận hàng chục xe container lưu thông từ quốc lộ 9 vào cao tốc Cam Lộ La Sơn bị buộc phải quay đầu lại thành phố Đông Hà, sau đó theo quốc lộ 1 để tiếp tục hành trình vào các tỉnh phía Nam. Lúc em vào đầu đường á thì em không có thấy biển cấm, là em lại cứ nghĩ là vẫn còn hoạt động. Em vào tới đây thì mới biết là không cho chạy. Lực lượng thanh tra giao thông, cán bộ khu quản lý đường bộ 2 vẫn túc trực để hướng dẫn phân luồng, buộc xe tải nặng và xe khách sượt nằm phải quay đầu, không được chạy vào cao tốc. Theo ông Lê Toàn Thắng, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế, tùy tình hình tai nạn giao thông, ùn tắc trên tuyến quốc lộ 1 sau ngày 4 tháng 4 mà tỉnh sẽ tiếp tục kiến nghị lên các cơ quan chức năng giải pháp phù hợp. Do đó, khả năng loại xe bị cấm chạy trên tuyến cao tốc Cam Lộ La Sơn sẽ còn thay đổi. Hoạt động kinh doanh từ năm 2018, sân golf thuộc dự án The Dalai at 1200 do công ty trách nhiệm hữu hạn Actim International làm chủ đầu tư đang có những vấn đề cần kiểm tra. Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Lâm Đồng cho hay, qua so sánh biến động trạng thái rừng giữa hai lần kiểm kê năm 2007 và năm 2022 trên diện tích đất thuê, thì diện tích đất có rừng giảm hơn 43,2 hectare, trong đó có hơn 38,2 hectare rừng tự nhiên, ghi nhận của phóng viên. Diện tích mất rừng chưa được xử lý là trên 37,5 hectare, trong đó có trên 7 hectare đã có quyết định chuyển mục đích sử dụng đất. Hơn 30,4 hectare là đất có rừng thuộc hạng mục quản lý bảo vệ rừng. Phần diện tích 30,4 hectare, công ty cho rằng hồ sơ kiểm kê tài nguyên rừng trước đây không đảm bảo chính xác, có sai sót, nên đề nghị được lập lại hồ sơ, rà soát, so sánh biến động tài nguyên rừng kể từ lúc nhận bàn giao. Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Lâm Đồng đã rà soát, thu thập thêm một số hồ sơ liên quan đến công tác nhận bàn giao tài nguyên rừng năm 2008. Kết quả cho thấy công ty đã ký nhận bàn giao tài nguyên rừng theo đúng số liệu sở đã thẩm định. Sở đã kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét, giao thanh tra tỉnh thanh tra toàn diện đối với dự án. Sau thanh tra sẽ có kiến nghị, đề xuất xử lý để đảm bảo không bỏ lọt tội phạm, vừa đảm bảo hoạt động đầu tư của doanh nghiệp. Tiếp theo trong chương trình sẽ là ba công ty được NASA chọn phát triển xe địa hình thám hiểm mặt trăng. Triển lãm những bức tranh ấn tượng của đạo diễn James Cameron. Thưa quý vị, rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, người dùng trên thế giới đã không thể truy cập vào nhiều dịch vụ của Apple. Sự cố kéo dài khoảng hơn 1 giờ thì đã được khắc phục. Theo Reuters, sự cố trên bắt đầu lúc 5 giờ 13 phút sáng nay theo giờ Việt Nam.
Theo trang web theo dõi tình trạng ngừng hoạt động ứng dụng DowDetector.com, chỉ riêng tại Mỹ đã có thời điểm hơn 6.400 người dùng báo cáo gặp sự cố khi sử dụng App Store và hơn 1.000 người gặp sự cố với Apple TV Plus và Apple Music. Nhiều ứng dụng khác của Apple như Apple Fitness Plus, Arcade, Audiobook, Book và Podcast cũng gặp vấn đề tương tự. Trong khi đó, các ứng dụng WhatsApp và Instagram của Meta cũng gặp sự cố kéo dài hàng giờ trong ngày 3 tháng 4, ảnh hưởng tới hàng chục ngàn người dùng trên toàn cầu, nhưng hiện đã được khắc phục. Tháng trước, nhiều người dùng Facebook và Instagram của Meta cũng không thể truy cập được ứng dụng trong hơn 2 giờ do vấn đề kỹ thuật. Hiện Apple và Meta chưa đưa ra bình luận gì về các sự cố mới nói trên. Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ NASA cho biết họ vừa chọn 3 công ty để phát triển xe địa hình sử dụng cho các chuyến thám hiểm trên mặt trăng. Đây là một phần trong sứ mệnh Artemis 5, một nỗ lực trở lại mặt trăng của con người sau hơn nửa thế kỷ kể từ lần cuối cùng vào năm 1972. Xe địa hình sử dụng trên mặt trăng LTV là phương tiện di chuyển đóng kín mà các phi hành gia sẽ điều khiển trong khi họ mang bộ áo giáp bảo vệ dành cho phi hành gia. Ba công ty được chọn là Intuitive Machines, Lunar Outpost và Venturi Astrolab. Theo yêu cầu của NASA, họ sẽ phải thiết kế được chiếc kính LTV có tuổi thọ ít nhất 10 năm để hoạt động trong các chuyến thám hiểm ở vùng cực nam của mặt trăng. Chiếc xe là phương tiện di chuyển của các phi hành gia trên mặt trăng, giúp họ đi xa hơn từ địa điểm của tàu đổ bộ, nhờ đó cũng sẽ thực hiện được nhiều thí nghiệm hơn. Sứ mệnh Artemis 5 sắp tới sẽ giúp NASA lần đầu tiên đưa lên mặt trăng một nữ phi hành gia, một người da màu và là sự hợp tác quốc tế đầu tiên thám hiểm bề mặt mặt trăng với mục đích khoa học, kinh tế và xây dựng nền tảng cho các sứ mệnh thám hiểm sao Hỏa sau này. Cơn sốt mua vé xổ số đang dâng cao trên khắp nước Mỹ khi người dân hy vọng giành được giải độc đắc trị giá lên tới hơn 1 tỷ đô la. Đây là số tiền xổ số cao thứ 8 trong lịch sử nước Mỹ. Trong lần xổ số của giải Powerball vào đêm thứ Tư 3 tháng 4 theo giờ Mỹ, tức sáng nay theo giờ Việt Nam, giải thưởng độc đắc đã lên tới 1,23 tỷ đô la Mỹ. Những con số đông đợt quay sáng nay là 11, 38, 41, 62, 65 và 15. Đây là lần quay số thứ 40 liên tiếp trong 3 tháng qua mà chưa tìm được người trúng số. Số tiền thưởng là cực lớn, nhưng tỷ lệ trúng giải cũng cực kỳ hiếm hoi. Chỉ có một vé trúng trong tổng số 292,2 triệu vé. Vé trúng độc đắc là vé phải khớp cả 6 cặp số. Lần gần nhất có người trúng giải độc đắc là hồi tháng 1 tại Michigan với giải thưởng 842,4 triệu đô la. Ở Roswell, Georgia, người dân phấn khích mua rất nhiều vé số với hy vọng. Tôi sẽ mở rất nhiều trại mồ côi, không chỉ ở Mỹ mà còn ở Haiti, vùng Caribe, vì tôi đến từ Haiti. Nếu trúng, tôi sẽ chia tiền với bạn thân của mình và tôi sẽ cùng gia đình chuyển đến nông thôn, mua nhà và xây dựng nông trại ở đó. Lần quay số tiếp theo là đêm thứ Bảy, chưa có người được giải độc đắc, nhưng những giải nhỏ hơn từ 2 đô la đến 2 triệu đô la đã có người trúng thưởng. James Cameron không chỉ là đạo diễn của các bom tấn điện ảnh như Titanic, Kẻ Hủy Diệt hay Avatar, mà ông còn được biết đến như là một họa sĩ đầy tài năng. Tại Pháp, một triển lãm mở cửa từ hôm nay sẽ giới thiệu đến công chúng những bức tranh ấn tượng của nhà làm phim người Canada. Triển lãm mang tên Nghệ thuật của Cameron trưng bày nhiều bức vẽ, từ tranh liên quan đến các bộ phim cho đến các phác thảo đa dạng do đạo diễn 70 tuổi thực hiện. Nổi bật trong số này có những bức phác thảo mà ông đã vẽ khi còn ở tuổi thiếu niên, hình ảnh nhân vật nửa robot nửa người hay bức họa nàng Rose trong bộ phim kinh điển Titanic. Tôi đã quá quen với việc phác thảo, trong khi nhiều nghệ sĩ dùng AI để sáng tác. Tôi vẫn cảm thấy thoải mái hơn khi tự tay mình tạo ra những đường nét, hình khối và cảm nhận chúng. Triển lãm về tranh của Cameron được tổ chức tại Cinémathèque, cơ sở triển lãm điện ảnh Pháp đặt ở Paris từ hôm nay 4 tháng 4 đến ngày 5 tháng 1 năm 2025. Còn bây giờ có gì đó là... Công an An Giang bắt hai đối tượng vô cớ chém người đi đường. Điều tra Facebook giả mạo trại hè kỹ năng học kỳ công an nhân dân. Công an quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một người tử vong, hai người bị thương xảy ra trên địa bàn. Được biết nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn trong việc nuôi chó giữa những hộ dân ở cạnh nhau.
Thông tin ban đầu, khuya ngày 3 rạng sáng ngày 4 tháng 4, người dân sinh sống trên đường Khiếu Năng Tỉnh, phường An Lạc A, quận Bình Tân, nghe tiếng hô hoán nên chạy ra kiểm tra. Mọi người phát hiện một cặp vợ chồng bị một người đàn ông dùng hung khí tấn công. Người vợ tên T tử vong tại chỗ, người chồng tên H bị thương nặng, được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Một người dân can ngăn cũng bị thương. Nhận được tin báo, công an quận Bình Tân nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường. Người dân sống gần hiện trường cho biết, vợ chồng bà T thuê nhà tại khu vực này làm tiệm giặt ủi, còn nghi can là chủ cơ sở nha khoa liền kề. Trước đó, hai bên xảy ra mâu thuẫn từ việc chó nuôi của tiệm nha khoa phóng uế trên đường. Người của tiệm giặt ủi nhiều lần nhắc nhở dẫn đến cự cãi. Hiện công an đã tạm giữ nghi can, lấy lời khai để làm rõ vụ việc. Hôm nay, công an thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết đã bắt được hai đối tượng vô cớ chém người đi đường là Nguyễn Hữu Nghĩa, 17 tuổi, ngụ thành phố Long Xuyên và Nguyễn Văn Phú, 18 tuổi, ngụ huyện Thoại Sơn. Trước đó, vào khoảng 20 giờ ngày 2 tháng 4, Nghĩa cùng Phú và nhóm bạn điều khiển xe gắn máy mang theo nhiều hung khí đi đánh nhau với một nhóm khác ở phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên nhưng không gặp. Trên đường trở về đến gần ngã tư đường Nguyễn Thái Học, Nguyễn Hoàng thuộc phường Mỹ Hòa, Nghĩa chặn đầu xe rồi dùng dao tự chế chém anh Nguyễn Trọng Đức, 23 tuổi, ngụ thành phố Long Xuyên nhiều nhát. Lúc này, các đối tượng khác đi cùng Nghĩa tiếp tục dùng hung khí xông vào chém anh Đức rồi lên xe tẩu thoát trong đêm. Nạn nhân sau đó được người nhà đưa đến bệnh viện Đa khoa An Giang cấp cứu. Công an thành phố Long Xuyên đang tiếp tục truy xét để bắt những đối tượng còn lại. Sáng nay, Công an tỉnh An Giang cho biết vừa bắt quả tang Nguyễn Thành Phi, sinh năm 1976, trú tại phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, có hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Sau một thời gian theo dõi, Công an An Giang đã nắm tình hình về một đường dây vận chuyển trái phép tiền tệ và vàng qua biên giới. Đến khoảng 22 giờ 30 phút ngày 2 tháng 4 năm 2024, tại thành phố Châu Đốc, lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Thành Phi điều khiển xe máy đi về hướng biên giới Việt Nam-Campuchia. Trên xe chở một bọc ni lông màu đen có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện bên trong bọc ni lông màu đen có chứa 150.000 đô la Mỹ. Tại cơ quan công an, bước đầu Phi khai nhận được một phụ nữ thuê vận chuyển số tiền trên từ Việt Nam sang Campuchia. Công an tỉnh An Giang đã quyết định tạm giữ hình sự đối với Phi, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc. Đăng ký cho con tham gia trại hè quân đội theo thông tin trên Facebook, nhưng hóa ra đây là thông tin giả mạo. Một phụ huynh ở thành phố Đà Nẵng đã bị lừa 81 triệu đồng. Công an Đà Nẵng đã khuyến cáo người dân cần cảnh giác, thận trọng để tránh bị lừa đảo. Trang Facebook mang tên Trại hè kỹ năng học kỳ công an nhân dân đã mạo danh trại hè quân đội và đăng tin giới thiệu sẽ tổ chức chương trình trại hè cho học sinh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Nhiều bậc phụ huynh trên địa bàn thành phố không biết các trang này là giả mạo vào đăng ký rất nhiều. Theo phản ánh, nhiều phụ huynh nhắn tin vào trang Facebook này thì được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân để được tặng khóa học miễn phí ban đầu. Tuy nhiên sau đó, các đối tượng yêu cầu người đăng ký chuyển sang sử dụng một phần mềm, ứng dụng khác. Một số phụ huynh bị lừa chuyển tiền, người dân cần hết sức cảnh giác. Công an Đà Nẵng đã ra thông báo làm rõ đơn vị chưa tổ chức hoạt động này. Hiện tại, các trang Facebook giả mạo đã hạn chế tương tác. Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục xác minh những người có liên quan đến các trang này để xử lý. Hôm nay trên nhiều trang mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài 59 giây từ camera hành trình của một xe ô tô ghi lại cảnh một xe bồn vượt ẩu trên cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận và va chạm vào một phương tiện khác. Sau khi xảy ra vụ việc, chiếc xe bồn không dừng lại mà tăng ga rời bỏ hiện trường. Theo đoạn clip, vào khoảng 16 giờ 8 phút ngày 31 tháng 3, xe ô tô có gắn camera hành trình chở theo nhiều người. Khi xe qua địa bàn tỉnh Tiền Giang thì phía trước đường có hai xe giường nằm và một xe con đang dừng trên đường. Cùng lúc này, xe bồn mang biển kiểm soát thành phố Hồ Chí Minh đang lưu thông từ cùng chiều từ phía sau, vượt qua và tránh các phương tiện đang dừng trên đường nên lấn sang trái rồi va chạm vào phần đầu của chiếc xe có gắn cam hành trình. Trưa nay, một xe bồn chở dầu H đang đi trên quốc lộ 1 ở Đà Nẵng thì bốc cháy ngùn ngụt khiến nhiều người hoảng sợ. Vụ việc xảy ra vào khoảng 13 giờ trên quốc lộ 1, đoạn qua cầu Đỏ, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. Nhờ được tin báo, lực lượng chức năng đã điều xe chữa cháy và cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Sau khoảng 30 phút nỗ lực, đám cháy đã được khống chế. Ghi nhận ban đầu, vụ cháy không có thương vong về người, nhưng xe bồn chở dầu bị hư hại nặng. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ. Sáng nay, trên nhiều trang mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh phần sau của một xe đầu kéo đang bốc cháy trên cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận. Một xe khác đã dừng lại hỗ trợ dập lửa, giúp chiếc xe đầu kéo tránh thiệt hại nặng hơn. Đoạn clip quay vào lúc rạng sáng, xe đầu kéo đang dừng trên đường bị cháy ở phần sau bên phụ.
Lúc này có rất nhiều phương tiện các loại khác đang lưu thông ngang qua nhưng không dừng lại để giúp đỡ. Sau đó có một xe đã dừng lại, một người mặc áo trắng đã lần lượt lấy nhiều bình chữa cháy đến cùng tài xế xe đầu kéo chữa cháy. Không lâu sau đó thì ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn. Theo một số nguồn tin, sự việc xảy ra lúc gần 6 giờ sáng ngày 27 tháng 3 ở gần nút giao thị xã Cai Lậy thuộc tỉnh Tiền Giang. Thưa quý vị, sáng nay cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục diễn ra chặng 2 với vòng đua tại thành phố Sơn La có cự ly 62 km. Đây cũng là lần đầu tiên một chặng đua của giải được tổ chức tại địa phương này và đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt của khán giả và người dân địa phương. Với đặc điểm đường phố nhiều đèo dốc nên dù cự ly 62 km nhưng chặng 2 được đánh giá rất thử thách cho các tay đua. Sau 30 km đầu tiên, một nhóm 10 tay đua với phần lớn là ngoại binh dần vượt lên. Chặng này, các tay đua thuộc ekip Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai nỗ lực nhằm tạo ưu thế trong cuộc tranh chấp các danh hiệu. Tuy nhiên, tại đích đến, một lần nữa Peter Rykonov đã chứng tỏ sức mạnh vượt trội để giành chiến thắng sau 1 giờ 18 phút. Chiến thắng chặng thứ hai liên tiếp giúp tay đua người Nga củng cố vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng hai danh hiệu áo vàng lẫn áo xanh. Nguyễn Hoàng Sang của Love Fruit Độc Này đã thi đấu ấn tượng, đồng thời tích lũy giây thưởng trong quá trình thi đấu chặng 2 để đoạt áo cam từ tay Trần Tuấn Kiệt. Trong khi đó, áo trắng chuyển từ Nguyễn Văn Nhã sang Phạm Lê Xuân Lộc, hai tay đua cùng thuộc quân khu 7. Ngày mai, đoàn đua cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục thi đấu chặng 3 quanh thành phố Hòa Bình với cự ly 52,8 km. Hôm nay, Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, tuyên phạt bị cáo Lưu Ngược Anh, sinh năm 1989, ngụ ấp Bần B, xã Thuận Hòa, huyện An Minh, 18 tháng tù về tội mua bán tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Theo cáo trạng, Ngược Anh thích sưu tầm súng và dùng để phòng thân. Tháng 6 năm 2023, đối tượng đã lên mạng xã hội đặt mua 2 khẩu súng, 1 bình xịt hơi cay và 5 viên đạn với số tiền hơn 6 triệu đồng. Đến cuối tháng 7 năm 2023, Ngự Anh lấy số vũ khí trên đến chơi nhà người quen ở xã Đông Thái, huyện An Biên và cất giấu trong nhà tắm, thì bị công an huyện An Biên kiểm tra và thu giữ. Theo kết quả giám định, trong 2 khẩu súng trên có 1 khẩu là vũ khí quân dụng. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 60 giây hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây ngày mai. Xin kính chào tạm biệt.